Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, sáng ngày hôm nay 6 tháng 2, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên giao dịch khai xuân Đinh Dậu 2017. Trong những năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng, vững chắc với vốn hóa thị trường đạt 36,9% GDP, hỗ trợ hiệu quả cho kênh tín dụng ngân hàng và có đóng góp tích cực cho nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Riêng thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng tỏ được vai trò vượt trội với hơn 90% giá trị thị trường cổ phiếu của cả nước. Năm 2016, thị trường chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển vững chắc khi nguồn vốn hóa đã tăng gần 30%, thanh khoản thị trường tăng trên 20% so với năm 2015. Theo ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, để có được những thành quả trên, trước hết là nhờ sự nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã có sự gắn kết và lớn mạnh cùng thị trường chứng khoán thành phố, tạo cơ sở bền vững và niềm tin cho toàn thị trường. Bên cạnh đó còn là sự nỗ lực của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tăng cường tính minh bạch của thị trường, nâng cao tính thanh khoản, chất lượng hoạt động các doanh nghiệp niêm yết và khuyến khích áp dụng các thông lệ tiên tiến trong quản trị công ty, qua đó thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Tôi mong rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp thị trường tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển trọng điểm, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển theo chiều sâu và bền vững của thị trường chứng khoán, đưa thành phố phát triển vững chắc trên con đường trở thành trung tâm tài chính hàng đầu của quốc gia và khu vực. Thành phố cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Sở Giao dịch Chứng khoán cũng như các doanh nghiệp niêm yết của thành phố kinh doanh hiệu quả, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong năm 2017, Bộ Tài chính tiếp tục cam kết tiếp tục tập trung đổi mới, tái cấu trúc và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán với dự đoán quy mô thị trường sẽ đạt 50-60% GDP. Đánh giá về sự phát triển của thị trường chứng khoán trong năm 2017, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, với những chính sách tháo gỡ khó khăn do doanh nghiệp từ phía chính phủ, đồng thời là chương trình đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, những khuôn khổ pháp lý mới được ban hành chắc chắn sẽ tạo nên làn sóng đầu tư mới cho thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước trong năm 2017.